Thưa quý vị, hướng tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm được tổ chức tại các địa phương, tạo không khí phấn khởi, vui xuân đón Tết cho nhân dân. Tại Bảo tàng Hải Dương, triển lãm gốm nghệ thuật của câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hải Dương đã được tổ chức. Đây là cuộc trưng bày lần thứ hai của câu lạc bộ mang tiêu đề Tự sự. Triển lãm hội tụ 55 tác phẩm mang trường phái trừu tượng ấn tượng của các tên tuổi tiêu biểu về gốm ở Hải Dương như các nghệ nhân ưu tú Hạ Bá Định, Đặng Thành Long, các nghệ nhân Nguyễn Văn Lưu, Vũ Xuân Hùng, Đặng Việt Cường. Qua triển lãm, các họa sĩ và nghệ nhân đã giới thiệu và mang đến công chúng yêu thích gốm và điêu khắc nghệ thuật sự trân trọng, tình yêu và sự sáng tạo không biết mệt mỏi của mình trong từng tác phẩm. Trong đợt này là chúng tôi tham gia thêm cả những tranh treo trên tường và thêm cả những tác phẩm gốm mang tính là gốm mỹ thuật ứng dụng như của bên Chu Đậu, của làng Cậy, đấy là của các nghệ nhân tiêu biểu mà chúng tôi đưa vào làm cho phong phú của cái cuộc triển lãm, góp phần tôn vinh cái sự nghiệp nghề nghiệp của các anh em nghệ sĩ cũng như là nghệ nhân, và một phần nó góp vào một cái phần làm cho cái không khí đón xuân Tết của năm 2024 được phong phú hơn để mừng Đảng, mừng xuân. Thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm được các cơ quan đơn vị tổ chức, tiêu biểu như chuỗi hoạt động văn hóa trải nghiệm mang chủ đề Hương Tết Việt do Bảo tàng Hải Dương tổ chức. Tại đây, du khách cùng các bạn thiếu nhi được tham quan triển lãm nhớ về thời bao cấp, khám phá không gian Tết Việt với các hoạt động như tham dự các show diễn thực cảnh với nội dung giáo dục truyền thống văn hóa, khám phá nghề truyền thống, gói bánh chưng, vẽ mặt nạ giấy bồi, trải nghiệm các trò chơi dân gian. Một số trường phổ thông cũng tổ chức cho học sinh trải nghiệm văn hóa Tết. Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ cũng đã được một số đơn vị thực hiện, tạo sân chơi, không khí phấn khởi, vui Tết cổ truyền cho người dân. Tôi rất vui vì được đồng hành cùng mấy con, được trải nghiệm các trò chơi dân gian và được ăn các món ăn từ ngày xưa. Đây là các động lực để giúp con được phát triển tốt, để cảm thấu hiểu được những cái giá trị cốt lõi từ xa xưa cha ông ta để lại. Những cái chương trình mà về ngày Tết xưa, Tết cổ truyền đấy, thì là tạo một cái sân chơi cho rất nhiều, từ trẻ em đến người lớn. Tức là cái văn hóa của mình ấy được phát triển rất mạnh mẽ, và tôi cảm thấy là rất vui và rất tự hào khi mà những người dân bình thường có thể được tham gia những cái sự kiện như này. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc và rất tự hào về thành phố Hải Dương. Đô thị đã được trang hoàng về cây cảnh, rồi các chợ hoa xuân rất là rực rỡ sắc màu. Ở đây thì có các cái chương trình lễ hội do trung tâm thành phố tổ chức và các cái chương trình hội chợ cũng rất là nhộn nhịp, và bà con đã đến đây dự rất là đông, và tôi rất cảm thấy là rất là vui và hào hứng với không khí Tết này ạ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ trải nghiệm văn hóa Tết xưa được tổ chức đã giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu về giá trị, ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của người Việt, nâng cao ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Hoạt động cũng tạo không gian văn hóa vui xuân đón Tết cổ truyền, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho công chúng hướng tới Tết Giáp Thìn 2024.